giọng quay. Cái video này mình sẽ nói về Bitcoin, Bitcoin và Bitcoin. Ngay bây giờ là 1:52 chiều, trưa ngày 28 tháng 11 năm 2023. Nhìn vô luôn. Giá của Bitcoin là 37.040. Vừa rồi là nó bay từ nghe từ 28 lên 30, sau đó là nó bay lên tới 35. Rồi sau đó gọi là nó lên 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 từ từ cho gần tới được à uh, Gợt uh, vừa rồi, nó lên tới được 38.4 Về cái trend thì là up, up, up Nhưng trong một cái up như vậy bạn có thể thấy Nó có rất là nhiều cái gọi là lên xuống, lên xuống bất thường Cũng giống như ở đây ok Lên, xuống lại Lên, xuống lại Lên, ok, rồi sau đó bước một cái vèo đi xuống ok Xuống rồi bước một cái vèo đi lên Rồi sau đó, ok, vâng, vâng, vâng Giống nhau Thì mình cũng đã nói rồi trên cái con đường từ đây cho tới cái Bitcoin halving là tháng 4 năm 2024 24, thì bạn sẽ thấy những cái roi rất nhiều và mình đã nói về cái vấn đề đó gọi là tuần này qua tuần nọ rồi ok rồi có thể là tháng này qua tháng nọ rồi chứ không phải là không là bạn sẽ thấy rất là nhiều cái roi cũng giống như ở đây bạn thấy nó quất lên đúng không sau đó đẩy xuống ok cũng giống như đây ok thì đây gọi là những cái chop nó sẽ cắt 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 bạn ra ngoài cái thị trường thì nó là vậy nhưng xác suất ngay bây giờ nha, Những giờ tới đây Vẫn là xuống, xuống và xuống Mình xuống thêm một chút xíu nữa Rồi sau đó mình mới lên lại Nghe lên lại Để vẫn được cái sóng số 3 Vẫn rờ được con giá 40, 41, 42 Có thể là 43 lần Rồi sau đó nó mới hồi được hồi lại à, Trong cái video này Thì nói chung nó không có nhiều thông tin mấy Nó cũng giống như video cũ Nhưng mình để mình giải thích nó lại một cách kỹ càng cho bạn thì vừa rồi là mình tắt đi tất cả Đây là nếu bằng vẽ một đường chỉ ở dưới đây Thì vừa rồi đây là nó Nó chống khá là ok Ở đây khu vực này chống khá là ok này Ở đây nó có rớt ra Nhưng mà bạn thấy nó rớt ra chỉ có vài giờ rồi Xong nó hồi lại liền à Mình đang nằm trong khung giờ Thì đây cũng vậy bạn cũng có thể thấy Nó rớt ra Ngay chủ yếu nó rửa mọi người ra xong nó quay đầu lại liền Còn ngay bây giờ là Nó đang rớt ra Nghe Nó rớt ra cái dưới cái vành đen rồi Ngay cái vành đen của mình mình chỉ, để chỉ, chỉ đen của mình nhưng mà về xác suất thì nó sẽ rơi tới cái vùng này cái okay? cũng giống như những cái con giá mình đã chia sẻ cho bạn nha rơi tới cái vùng này à, 37 368 Ok 366 3668 à, 35 Ok à, 36220 nhớ cái trend này Ok mình có thể bỏ cái số này đi nó có thể gọi là xuống thêm được nữa à, xuống thêm được nữa xuống tới cái vùng này và vừa rồi là mình có cái là cái sóng là abc sóng c vẫn có thể xuống xem, nghe xuống thêm bạn có thể xuống nhưng mà không được quá 36220 nếu mà nó quá 36220 á có nghĩa rằng cái sóng số 3 này sẽ không xảy ra là sóng số 4 sẽ không xảy ra và sóng số 5 sẽ không xảy ra có nghĩa là nó sẽ tụt luôn ngay bây giờ nó tụt luôn ngay bây giờ ok và nếu mà nó tụt luôn á thì đây là mình đã có một cái sóng chuẩn bị cho bạn rồi đây là sóng số 1 2 3 Ok bạn có thể dời những cái sóng này qua bên đây cho nó gọi là nó chuẩn hơn nhưng gọi là nó để bởi vì nó chưa nó không có xảy ra nên mình không có nó chưa có xảy ra nên mình chưa có gọi là tập trung cho nó mấy nhưng mà nếu nó nó rời xuống nó rơi xuống đúng không thì nó đây là cái sóng hồi nghe, nghe là mình đang sẽ trải nghiệm cái sóng số 3 sau đó mình có sóng số 4 và sóng số 5 con giá vẫn vậy nghe nếu mà nó vẫn giữ được trên cái con giá là nhờ cái 36.220. Ok. Nếu mà nó rơi dưới con giá đó đó là xác suất đã đổi, nghe nó không lên nữa rồi. Nghe là xuống 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 luôn, nhưng mà nó đã, nó cắn luôn con này. 35635 35 là có nghĩa là 70% là xuống 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 luôn rồi. Có nghĩa là cái sóng tím này nó đang xảy ra chứ không qua gì hết. Nghe. Sóng tím này nó đang xảy ra. Um, để làm sao là mình biết là cái sóng hồi này nè, ngắn hạn này nè. Ok, mình đã vẽ mũi tên cho bạn là hồi 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 rồi trong cái video trước, ok và mình cũng đã cho bạn A, B và C thì nó đang nằm trong cái sóng C của nó, ok và sóng C này cũng khá là sâu, có thể là khá là sâu tới cái những cái, cái con giá này lên. Là, um, để làm sao mình biết là cái sóng C nó đã kết thúc, sóng C này đã kết thúc và mình có thể đổi một cái màu nào có thể dễ coi hơn cái màu đỏ đi ha, ok đậm hơn chút xíu, ok. Nếu làm sao mình biết sóng C nó đã kết thúc, thì đây là cái đỉnh vừa rồi của nó, nha trước khi nó rớt cái đỉnh của nó là 37815. Nếu bạn lên thấy nó cắn được cái vành vàng này, mình có vẽ một cái vành vàng cho bạn. Ok. Trùng hợp với cái vành đen này. Nếu nó cắn được cái vành vàng, ok thì xác suất đã lên lại rồi. Đây, mình có cái mũi tên chỉ lên một mũi tên hai mũi tên, không còn thắc mắc gì hết. Nếu mà nó lên lại thì đồng số số 3 đang điều diễn ra, sau đó mình có sống số 4 và sống số 5. Sóng số 3 có thể đáp cánh ở cái vùng uh, từ 43 42 41 cái okay, 40 39 38 387. Nhưng mà về mà vừa rồi nó lên vậy đó, nó đáp cánh ở 384 nghe thì vẫn thiếu, nghe về đếm sóng thì là nó chưa có đủ nghe. gọi là nó chưa có đủ đến nỗi mà gọi là mình nói là ôi, à, bây giờ là mình sẽ trải nghiệm cái sóng hồi luôn ngay bây giờ nghe. À, rõ ràng năm sóng đi lên. Nếu mà nó đủ rồi có nghĩa là dán mình dán sóng 65 lớn ở đây. Nhưng ngay bây giờ mình về đếm sóng thì chưa có đủ nghe. À, rõ ràng bạn lên mạng xã hội thì nó có tới 1.000 công thức ở trên mạng xã hội lực đúng không? Ai cũng có một cái suy nghĩ riêng của họ Nhưng đây là toán học ok Và cái sự chính xác của nó tới 90-95% Những cái tháng vừa rồi 10 tháng vừa rồi 4 năm <laughs> 4 năm mấy Ok mình đã làm công việc này Thì như vậy xác suất vẫn là vậy Vẫn nằm dưới cái con giá này 3, 7, 8, 15 Thì xác suất bạn sẽ vẫn còn Gọi là xuống 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 thêm nữa nha Nhưng mà chừng nào tới khi Nó đánh vỡ được 3, 8, à, uh, 37, 8, 15 Thì mình biết là cái trend nó đã thay đổi Từ xuống này, nhỏ xuống này Trở uh, thành lên nha. Uh, ngắn này, ngắn xuống này, xuống 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 Trở thành lên thì phải cắn cái con giá này để cho cái trend nó thay đổi <laughs> Còn không có thì mình sẽ tiếp tục nha. <laughs> có những cái sóng hồi nhỏ nhỏ Tới cái, những cái vùng này Còn gì nữa để nói ta uh, đặt, Mình cũng đã nói về cái vấn đề choppy là nó sẽ cắt nó sẽ cắt bạn nha nó cắt bạn rất nhiều đây cắt đây cắt nè ok nó sẽ cắt bạn rất nhiều thì nhớ là đây là cái cái cuối cùng của cái sóng số 5 nha cuối cùng cái sóng số 5 thì để mà đánh lúc này á thì không phải là để đánh mạnh tay nha đánh nhẹ tay thôi cái mạnh tay á là sau khi sóng số 5 xong mình có ba cái sóng hồi mình cần một sự đột phá thì chỗ đó bạn muốn vô bao nhiêu bạn vô còn ở đây thì ngay bây giờ nó là nó chỉ cuối cái sóng số 5 thôi đúng không thì cái sự bay bổng nó cũng không cho mấy nghe à, bởi vì vậy có vô thì cũng vô ít ít thôi chứ không vô nhiều quá à, không có đừng có đánh quá mạnh tay ok thì đó là cái cái suy nghĩ của mình à, 37 85 vẫn nằm dưới 37 85 sắc suốt là bạn phải sẽ chạm những cái cái con giá này nghe vừa rồi là nó cũng có một những cái nếu bằng zoom vô thì nó cũng có sự những cái sự bay bổng đúng không lên xuống lên xuống cái đó là bình thường nhưng cái trend nó vẫn là xuống xuống và xuống nghe ok à, và ngay bây giờ nó là 37 Ok, hôm qua nó tập trung ở con giá 37 khá lâu. Ok. 37, 37 khá lâu. À nhớ. Nếu mà bây giờ nó gọi là nó sập luôn á, nó sập, sập 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 xuống luôn. Ok, sập xuống luôn. Ok. Sập dưới cái con giá này luôn đi cho sập dưới cái con giá này luôn. Tại có nghĩa là 3 348 8. Thì mình vẫn có thể dời sóng số 4 qua bên đây. Và sóng số 5 vẫn tiếp tục chứ không có gì hết. Nha, vẫn được. Vẫn được vẫn được cái okay. à, ngoại trừ ngoại trừ nó cắn ở dưới cái con 27.360 Ok 27.360 có nghĩa là sóng số 5 sẽ không còn ra được nữa Ok ngay bây giờ trên 36 22 36 220 không giữ được thì sóng số 3 nhỏ sẽ được tiếp tục diễn ra Ok mà cắn dưới con này luôn thì có nghĩa là cái sóng số 5 lớn này sẽ không diễn ra luôn có nghĩa là nó là sập rồi ok nhưng mà nó gọi là nó xuống nó xuống dưới cái con này là mới ba bốn mấy à ok thì mình vẫn có thể dời xong số 4 qua ok ok thì đó là cái đó là cái suy nghĩ của mình à, những giờ tới đây nghe rõ ràng và cũng đã biết là nó sẽ có những cái nó sẽ tiếp tục đi xuống thêm ngoại trừ nghe ngoại trừ nó lên nó đánh vỡ con này nha xác suất là nó vẫn đi xuống tiếp ngày hôm qua là nó xuống bạn có thể thấy là nó xuống tới cái đáy của nó là vừa rồi là ba bảy ba 367 uh, thì bạn có thể zoom vô để bạn coi đây uh, 367 uh, đây 36 36700 36700 OK và nếu mà bạn không tính nến đó, thì nó đầm đâu khoảng cỡ 36 này 36 uh, 680 OK là gần 367 có nghĩa là uh, sơ suất 20 đô thì bạn dùng cái gọi là cái gì cái chống lưng của mình để bạn thu gom vô rồi lên là lên chút xíu thôi nghe nhớ là cái cái đây là cái chop mà giống như là nó không có lên mạnh lắm thì cứ ngay bây giờ bạn nó đang trong cái đây downtrend thì gọi là vô ra, vô ra thôi dùng cái chống lưng nếu vừa rồi là bạn dùng cái chống lưng của mình là con giá này đúng không bạn mua vô ở cái đỉnh này ok gọi là bạn đánh một cái lệnh long lên à, lên đây ok lên tới đây thì bạn xả ra và tới đây bạn coi thì con giá này nhiêu là 37 37 300 mấy ok 37 338 37 335 bạn thấy không? Bạn thấy những cái con giá tại sao là nó Đây Thì đây là cái con giá là mình nói là Nó nó sẽ ngừng đúng không? Thì đây là ba... đây là 36.700 Ở đây mình có 36.680 Ok, sơ xuất 20 đô Nghe không bao giờ mà có thể chính xác từng xu từng cắt được Thì bạn thu gom vô đây Nghe bạn... Nếu bạn thấy nó gọi là nó bắt đầu quay đầu nó có tín hiệu màu xanh quay đầu rồi đó. Mà ngay bây giờ mình đang nằm trong khung 1 phút, 1 à, giờ. Nhưng mà nếu mình chuyển qua cái khung 15 phút thì bạn có thể thấy được dễ hơn là nó bập bên bập bên bập bên bập bên lại nếu bạn thu vào vô ở đây. Thì lên đây là bạn biết cái con giá này là cái con giá gì ngay bây giờ nó đi lên lại nó là kháng cự 37.335 bạn thấy. Bạn coi cái con giá thử 37.300. Ok, 37.354 có nghĩa là sơ xuất đâu mười mấy đô và không chỉ vậy nếu bạn nhìn qua một bên chút xíu đây bằng vẽ một cái bạn có thể vẽ được cái đường chỉ của cái cái đỉnh vừa rồi của nó thì nhớ lúc nào mà bạn xả ra đó bạn phải xả ra trước cái đỉnh này trước cái đỉnh này thì bạn mua vô đây bạn xả ra trước cái đỉnh này là bạn cũng có thu gom rồi ok mình không có thời gian để làm những cái vấn này vấn đề này nhưng mình chia sẻ cho bạn để cho những người nào gọi là nhảy vô nhảy ra bởi vì ngay bây giờ mình quá bận rộn nhưng đây vẫn có cơ hội trong một cái thị trường downtrend như vậy bạn vẫn có cơ hội để chốt đơn mua ở con giá này là cái giá chống lưng và lúc mà đi lên lại đây là cái con giá kháng cự thì mình xả nó ra trước cái kháng cự vậy thôi mua bán mua bán. nhanh gọn và lẹ đúng không uh, nhưng số nhiều sẽ không thấy được như vậy nghe uh, thì bởi vậy đây là cái kinh nó gọi là giúp bạn để gọi làm ít nhất là cho bạn cái đèn soi soi vô những cái cái cơ hội để các bạn có thể giúp bạn chốt đơn chốt đơn chốt đơn nghẹt mũi sợ bạn okay. vậy thôi nghe xác suất là nó vẫn còn à, vừa rồi nó đáp cánh ở đây thôi ok à, là đã ba mươi bảy okay. sáu xác suất ngay bây giờ nó vẫn hồi nghe vẫn hồi ngoại trừ nó lên nó đánh vỡ được cái con vàng này lần là ok con giá này lần ok còn không có là nó vẫn có những cái sông hồi Yeah, xong hồi tiếp. Okay. Uh, vậy thôi uh, và để ý luôn nếu mà nó ngay bây giờ đây là gọi là ngay bây giờ gọi là cái kháng cự của nó rồi. Cái vành đe cái vành đen này dài này nè. Okay. Cái uh, cái gọi là cái tín hiệu đầu tiên mà nó quay đầu đó, thì bạn coi nếu mà nó lọt vô trong vành đen nghe vọt lọt qua lại vành đen thì đó là những cái có thể những cái cơ hội để cho bạn đi quấn những cái để bạn lên, lên lên lại. Okay. <laughs> vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này nếu bạn tìm được giá trị thì ấn vô cái dấu thích giúp mình có nghĩa là ấn vô ngón tay um, mình biết là có những anh em nói là ấn vô ngón tay ấn không được ok mình nghĩ là bạn phải um, Lock vô cái google của bạn thì bạn mới 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 ấn vô ngón tay được còn không có thì nó sẽ không có hoạt động cảm ơn cảm ơn cảm ơn